Kính thưa, hiện tại có thể cho biết quý danh và hiện tại đến từ đâu? Tôi là hiện tại Quỳnh Văn Bớt, đến từ tiểu bang Kentucky. Và cái vấn đề sinh hoạt đạo sự của chúng ta ở tại Kentucky như thế nào vậy thưa ông? Vấn đề đạo sự ở tiểu bang Kentucky thì sự thật ra có một mình tôi ở Kentucky, không có cái, chưa có thánh thất và tất cả các đồng đạo chưa có gom trở lại ở cái thành phố của tôi là thành phố Rushville. Đó. Và ông có thể cho biết cái niềm vui của ông khi ông đến đây ngày hôm nay? Ở bên thánh thất Houston mời đến ngày hôm nay để dự lễ khánh thành, và tôi rất là vinh dự khi thấy những cái hình ảnh này rất là tốt đẹp. Xin được cảm ơn hiện tại. Cảm ơn quý khán giả. Và kính thưa vị, tiếp theo chúng tôi có một đồng đạo đến từ Tennessee. Kính thưa ông có thể cho biết quý danh và ông đến từ thành phố nào ở Tennessee ạ? Tôi tên là Dương Hoàng Điệp, ngụ ở tiểu bang Tennessee, thành phố Germantown. Và cái niềm vui của ông khi mà ông đến ngày lễ khánh thành ngày hôm nay ở tại Houston vậy thưa ông? Nó thật ra thì nơi nào mà tổ chức được cái thánh thất của đạo Cao Đài, tôi đều ước muốn để đi. Đó là thứ nhất, là đó cũng là một nhiệm vụ của một người đạo Cao Đài. Và cái thứ hai nữa, mình phải làm như thế nào có một cái lòng đoàn kết với tất cả đồng đạo của mình, thì mình mới nói những cái chuyện sau này mình làm cái gì cho đạo, hoặc là mình phải có những cái đoàn kết trước tiên. Đó là đề, cái đó là ý nghĩa của tôi. Bên cạnh đó thì cái nhìn của ông về cái lý tưởng của người Cao Đài như thế nào, hiện nay ở hải ngoại họ diễn tả ra sao vậy thưa ông? Cái lý tưởng người Cao Đài, thứ nhất, ai cũng vậy, xa quê hương muốn trở về, nhưng mà mình trở về quê hương mình trong cái tư thế như thế nào? Phải là một quốc gia, một đất nước hòa bình, phải có tự do, phải có dân chủ, thì lúc đó đồng đạo Cao Đài mình rất hân hoan để về. Mà tôi tin, không riêng cá nhân tôi, mà tất cả đồng đạo Cao Đài đều như vậy. Xin được cảm ơn Hiền Quỳnh Điệp. Không có gì. Kính thưa anh, trước hết anh có thể cho biết quý danh và anh đến từ thành phố nào? Dạ, em tên là Đỗ Trọng Xuân, đến từ thành phố Dự Thạng. Sắc Lách Dự Thạng. Nơi đó mình có đông người Việt mà theo đạo Cao Đài không vậy thưa anh? Dạ, ở bên đó thì cỡ khoảng mấy chục tín đồ. Và cái vấn đề tổ chức hương đạo của mình ở đó ra sao? Thì cũng thành lập một cái thánh thất nhỏ, rồi mình cũng sinh hoạt theo những cái truyền thống của đạo Cao Đài để lại, rồi mình cứ hành đạo theo. Okay. Yeah. Yeah. Và hiện nay thì theo anh, cái nhu cầu mà có một cái thánh thất to lớn như vậy có cần cho người ở Utah hay không? Hay là chúng ta có thể nào có một cái thể pháp khác để mà chúng ta có thể tu hành, hoặc là chúng ta có thể phụng dưỡng được cái niềm tin của chúng ta? Thì hiện bây giờ thì cũng có tất cả mọi người thì cũng gắng cố gắng để thành lập được cái thánh thất vậy, nhưng mà đó theo cái cơ chuyển thôi, chứ mà bây giờ thì cái số mà đạo hữu thì rất ít, nên mình cũng ước mơ nhưng mà không biết tới ngày nào mình có thể làm được. Và khi mà chúng ta nói chúng ta đạo Cao Đài thì trước kia anh theo đạo từ ở trong nước rồi anh ra hải ngoại, hay là anh mới gia nhập đạo Cao Đài sau này? Thì theo đạo Cao Đài thì thật sự là bên bà xã là đạo Cao Đài, nên khi lập gia đình rồi thì bắt đầu mình thấy cái tín đồ, thấy cái đạo Cao Đài nó có cái chí tôn và Phật mẫu các đấng cũng như là một cái cơ chuyển, thì lúc đó mới theo đạo Cao Đài. Và cuối cùng thì anh có thể cho biết cái niềm vui của anh khi mà anh đến tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay? Thì tới ngày hôm nay đến tham dự thì rất là vui, phải nói là ở trên nước Mỹ mà mình thành lập được một cái thánh thất như vậy là một, đó là cái phát triển của cái đạo Cao Đài rất là mạnh, để mình muốn phát triển cho tất cả các tiểu bang mà được như vậy là đó là một niềm vui rất là vui cho cái nói riêng về bản thân mình mà nói chung cho cái đạo Cao Đài của mình được. Và cuối cùng phái đoàn của anh có bao nhiêu người? Ở bên Dư Thà qua có 2 anh em thôi. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông báo và thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem.
Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý khán giả hâm mộ cùng đến tham dự buổi lễ giỗ tổ cổ nhạc và cải lương lần thứ 95, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ cổ nhạc đặc sắc do Đoàn Cải lương Hương miền Nam tổ chức từ 7 giờ chiều đến 12 giờ sáng thứ Bảy 12 tháng 9 2015 tại US Community Center 8900 Leader River Turnpike, Fairfax, Virginia 22030. Vé vào cửa và ẩm thực giải lao miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc nhạc sĩ Trịnh Phước Chí 703-981-9322 hay giáo sư Kim Anh 703-508-2787. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc ship vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Trân trọng kính mời quý niên trưởng, huynh trưởng, chiến hữu và thân hữu cùng gia đình ủng hộ và tham dự đêm hội ngộ Mùa thu Alpha gọi ta về do Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 2015 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Lê Tiến Dũng 703-470-1444 hay Nguyễn Hưng Thái 703-655-7402.